do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Long An tài trợ. Những phần quà được trao tận tay các hộ gia đình trong dịp Tết cổ truyền đã phần nào chia sẻ những khó khăn của bà con, góp phần mang đến cái Tết ấm áp, nghĩa tình đến mọi nhà. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đã tham dự và trao tặng 300 phần quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại huyện Đức Hòa. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt. Đây là những phần quà do Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc vận động Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương, Công ty trách nhiệm hữu hạn An Đông Land hỗ trợ. Tại buổi trao quà tặng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến bà con.